Vợ cũ Hoài Lâm, Cindy Lưu thừa nhận sốc tâm lý vì công khai tình cảm với chồng cũ. Khi mà cái chuyện đó công khai ra, em bị khủng hoảng á chị. Lúc đó em cũng bị sốc nhiều cái lắm chị. Tại vì em cũng không nghĩ là quen người nổi tiếng là sẽ phải như vậy. Mới đây, tham gia chương trình Tay Trái Tay Phải, vợ cũ Hoài Lâm nhắc lại lùm xùm tình cảm với chồng cũ. Theo đó, cô cho biết khoảng thời gian cô mang thai với Hoài Lâm đúng vào năm cô 20 tuổi. Đây cũng là khoảng thời gian cô bị khủng hoảng vì vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Khi mà chị biết đến em á thì thật sự luôn, nó cũng không phải là với tư cách là diễn viên hoặc là KOL hoặc là một cái tiktoker mà về chuyện tình cảm. Chị biết đến em về chuyện tình cảm là lúc đó là rầm rộ lên. Khi mà mình được biết đến về những cái vấn đề tình cảm riêng tư thì khi đó em thấy sao? Thật sự lúc đó em vẫn còn trẻ á chị. Tại vì em tầm 20 tuổi là em đã mang bầu và 21 tuổi là em sinh bé lớn rồi. Em nhận được một cái sự bảo bọc rất là lớn từ gia đình của em cho đến khi em 18 tuổi. Thì lúc sau em có nghĩa là em cũng chưa gì hết trơn là đã lấy chồng sinh con luôn rồi. Cindy Lưu chia sẻ mình chưa từng hối hận về mối nhân duyên này. Đặc biệt, cô hạnh phúc khi hai bé gà gà và cúng cúng vào đời trong niềm hân hoan của cả gia đình và là kết tinh tình yêu chân thành với người xưa. Khi mà cái chuyện đó công khai ra, em bị khủng hoảng á chị. Có nghĩa là có nhiều người ủng hộ nhưng mà cũng có nhiều người không ủng hộ. Dạ, tại vì dù gì bạn đó cũng là ca sĩ nam á, cho nên cái vấn đề mà về việc mà một nam ca sĩ như một nam idol mà có bạn gái thì nó là cái chuyện mà người ta khó chấp nhận. Là lúc đó là bắt đầu mọi người có những cái suy luận trái chiều, những cái comment. Vì em thì từ ngày trước đến giờ em lại không có quen giải thích, cũng không có quen kể lể là tôi không phải vậy, tôi em không có vậy. Cho nên là kiểu em những cái lúc đó thì em lại chọn im lặng là thêm giờ mọi người sao cũng được hết, tại vì quan trọng là cái cuộc sống hiện tại của em phải tách ra được khỏi cái mạng xã hội. Lúc đó em cũng bị sốc nhiều cái lắm chị, tại vì em cũng không nghĩ là quen người nổi tiếng là sẽ phải như vậy. Em không nghĩ được mấy chuyện đó. Thì xong rồi thì mọi người biết đến em, thật sự em cũng tự biết là mọi người biết đến em là do em là như thứ nhất là cháu của ông nội, thứ hai là bạn gái hoặc là vợ của một người nổi tiếng khác. Thì tại vì em cũng không có phải là diễn viên hay là ca sĩ trước đó, cho nên là khi mà mọi người biết đến em ở những cái chức danh khác thì em cũng cảm thấy không có sao hết á, tại vì mọi người biết đến em là em vui rồi. Em cũng không phải bắt mọi người phải biết đến em bởi em mà em đóng cái đó hay là em làm cái đó. Chị hiểu. Chắc là chị cũng phần nào cảm giác được cái việc mà một cô bé 20 tuổi chịu những cái sự khủng hoảng truyền thông và chịu những cái sự tấn công từ cộng đồng mạng ha. Sau những năm chung sống cùng nhau, tháng 6 năm 2020, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi Hoài Lâm và Cindy Lư thông báo đã chính thức chia tay. Hậu ly hôn, không chỉ cuộc sống mà chuyện tình cảm của hai người cũng có những điểm khác biệt lớn. Trong khi Cindy Lư nhanh chóng nên duyên với Đạt Ghi rồi chia tay thì Hoài Lâm chọn cách im lặng, rút khỏi làng giải trí. Sau khi mà em lấy chồng nè, rồi em có em bé nè, thì cái khoản tài chính của mình đến từ đâu? Lúc đó em bán hàng online. Thật ra là em đã bán hàng online từ lúc em 18 tuổi rồi. Giỏi quá vậy. Trước khi mà em kết hôn nha, là em đi Thái, em đi xin em order hàng á chị. Em ngủ ngoài đường để em canh mua iPhone em bán luôn. Cho nên là cái việc mà em bán hàng online là nó luôn duy trì từ trước cái lúc mà em kết hôn luôn. Vậy là trong máu của em á, nó có sẵn máu kinh doanh rồi đó. Dạ đúng rồi. Cũng trong chương trình, bản thân Cindy Lưu hiểu và thừa nhận được khán giả biết đến nhờ cái bóng của ông nội, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc và với danh phận là vợ của một nam ca sĩ. Tuy vậy, cô nàng vẫn chấp nhận điều đó và sống lạc quan xem như niềm vui hàng ngày. Bạn cảm nhận thế nào về những chia sẻ của vợ cũ Hoài Lâm? Hãy chia sẻ ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên ấn đăng ký kênh Xin Chào TV để xem các chương trình giải trí hấp dẫn mỗi ngày.